Hello, xin chào anh em. Quý này của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tại cũ của mình. Ngày mới chúc anh em quý này của bạn nhiều sức khỏe và được nhiều thành công cho công việc như là cuộc sống. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục báo giá cho anh em về mẫu xe tại cũ cho anh em quý hàng được tham khảo thêm nha. Đó. Đầu tiên mình có một em Taco Olin nước sơn màu xanh ngọc, thùng kính inox một lớp, đời 2014, 2 tấn 2, thùng 4m3. Xe này sử dụng máy lớn, tổng tải rất là tuyệt vời, với mức giá đang dự kiến chào bán cho anh em là 165 triệu. Hồ sơ cầm tay nha anh em, mua và chỉ việc nhập sang tên anh em là có xe chạy hàng liền, không phải chờ đợi nha, không phải chờ đợi rút hồ sơ lâu nha anh em. Đó, xe này rất là đẹp luôn, thắng hơ nha, thắng hơ nha anh em, cái này thắng hơ, đổ đèo đổ dốc khá là ok, anh em vùng núi mua cái xe này đúng bài luôn, 165 triệu nha anh em. Tiếp đến là một con em 810kg nông ben, thùng đây là thùng nhà 2m4 50, máy xăng có máy lạnh, xe zin đẹp không lỗi, với mức giá đang dự kiến chào bán cho anh em là 90 triệu, có thương lượng lọc lá đó nha anh em, lọc lá cho anh em 90 triệu để 2018 nha. Dòng nông ben này 2018 thì cái tay lái nó chưa có trợ lực, nó hơi nặng tí nha anh em. Nói chung là xe zin đẹp không lỗi, đi ít, khởi nghiệp 90 triệu để 2018, 810kg máy lạnh thì đủ. Tiếp đến là mình có một em 67C06143 Kia K190 đời 2016, thùng 3m2, tải tấn 9, cabin dạng lặt nhưng mà sử dụng giò gà chữ A, xe zin đẹp không lỗi, đi 8 mấy nghìn km, với mức giá dự kiến chào bán cho anh em 210 triệu, không máy lạnh, dòng này không lạnh nhưng mà xe cực kỳ đẹp anh em, xe zin đẹp không lỗi nha, máy móc nguyên zin, cabin zin, xe đẹp chạy sướng. Đó. Tiếp đến là mình có em Đô Thành nè. Con này đời 2018, 3 tháng 4, thùng nhà 4m3, thùng của bạn mỗi năm bẩn, xe zin đẹp không lỗi. 250 triệu nha anh em. Đó, xe zin đẹp không lỗi 250 triệu. Tiếp đến là Đô Thành 2019, cũng 3 tháng 4, thùng nhà 4m3. Con này thùng full inox. Xe đẹp. Với mức giá dự kiến chào bán cho anh em siêu phẩm này là 260 triệu. Tiếp đến là có em Isuzu đời 2017 nha, có bựng năng, thùng dài 4m3, tấn 9 nha anh em, có bựng năng hạ 280 triệu, Isuzu 2017 máy cơ 280 triệu nha. Cuối cùng mình có một em Hyundai HD72 đời 2009, 3 tháng 4, thùng kính dài 4m950, xe đẹp. Đó, với mức giá là 265 triệu nha anh em, giá hữu nghị 265 triệu cho anh em, thùng kính nha, có cửa hông nha, 2009, 3 tháng 4, thùng 49 nha anh em. Đó, máy Hyundai, Hyundai chính hãng, 265 triệu rồi, báo giá cho anh em về mẫu xe tải cũ cho anh em tham khảo chơi, anh em có nhu cầu xe nào liên hệ trực tiếp với mình nha. Cảm ơn anh em để theo dõi cái video này, xin chào.